Vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý anh chị khách hàng. Em Thuận, tư vấn bán hàng của Salon ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội ạ. Hôm nay thì em sẽ báo giá về những mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng em đến quý anh chị khách hàng. Mọi người có nhu cầu quan tâm nhấc máy liên hệ ngay cho cửa hàng em theo số 0912 669955, em ghi dưới màn hình, hoặc qua trực tiếp Salon ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội, xem lái thử và giao dịch cho mình chiếc xe ưa thích nhé. Đây là chiếc 570 phiên bản MBS, sản xuất vào cuối năm 2020 và là model của năm 2021 quý anh chị quý nhà ạ. Ở cái model của năm 2021 nhá, mọi người lưu ý này, mặt ca lăng này sẽ thiết kế khác này, body là body hai mảnh nhá, và có mang cá, cũng như là bên trong thì sẽ có đệm đỡ bắp chân. Chiếc này 15 bánh có hơn 3 vạn km, màu trắng nội thất nâu, hiện tại thì em đang bán 8 tỷ 550 triệu đồng. Hai chiếc 570 Trung Đông này em bán đồng giá 4 tỷ 950, đều là sản xuất năm 2016, khác ngoại thất là một trắng một đen, nội thất là cùng là màu nâu. Bản này là bản Trung Đông đấy, còn bản này là bản Sport Plus đấy, bản cao cấp hơn một chút đấy, chạy 8 vạn 6, còn chiếc này chạy 6 vạn 8 đấy. Chiếc này chạy nhiều hơn nhưng option rẻ hơn nhá. Option có phanh khoảng cách, cảnh báo chạy làn, và là phiên bản 8 chỗ, còn phiên bản này là phiên bản 7 chỗ đấy, nhưng chạy ít hơn. Hai chiếc em bán đồng giá 4 tỷ 950 triệu đồng. S-Class S450 Luxury quý anh chị quý nhà ạ. Chiếc này sản xuất năm 2019, mang ngoại thất là màu xanh carbon size, nội thất kem, 5 bánh 5,7 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng hãng quý anh chị quý nhà nhá. Bản Luxury ấy thì sẽ được trang bị la răng lớn hơn này. Đó, option nhiều hơn, có camera hồng ngoại hỗ trợ lái ban đêm, cam 360. Đấy, ghế da lapa, trần da lộn, 26 loa bu meter. Đó, rất nhiều tính năng option trên chiếc xe này. Chiếc này em đang bán 2 tỷ 890 triệu quý anh chị quý nhà ạ. Còn đây là Maybach xịn này, Maybach S450. Chiếc này sản xuất vào cuối năm 2017, đăng ký lần đầu năm 2018. Chiếc này là chiếc Maybach S450 phiên bản 4 ghế đầy đủ, bàn làm việc, đấy, ghế massage, cam hồng ngoại, trang bị đến 28 loa bu meter nha quý anh chị quý nhà nhá. Rất đẹp và tuyệt vời luôn. Đầy đủ tủ lạnh, ly bạc. Và hiện tại thì chiếc này mới lăn bánh có 5 vạn mai, hiện tại thì đang được bán đến quý anh chị quý nhà với mức giá 4 tỷ 390 triệu đồng ạ. Siêu phẩm này quý anh chị quý nhà này. Chiếc xe được bình chọn là có thiết kế đẹp nhất thế giới vào năm 2017 trong các mẫu siêu xe. Đây là chiếc McLaren 720S phiên bản coupe, sản xuất vào năm 2017. Hiện tại bây giờ mới lăn bánh được có 1,2 vạn mai, nghĩa là loanh quanh đâu đó là khoảng 1,8-1,9 vạn km quý anh chị quý nhà ạ. Mang ngoại thất màu đỏ này, nội thất là đỏ đen kết hợp, rất là thể thao luôn. Rất là thể thao, và full carbon ở trong ngoài gầm xe. Đó, thép khung xe này là thép siêu cứng đấy, một số chi tiết thì là bằng nhôm để giảm trọng lượng. Và chiếc này nó như thế thôi quý anh chị quý nhà ạ, nó nặng có chưa đến 1 tấn đấy, có mấy trăm cân thôi. Hiện tại thì đang mang biển ngoại giao và được bán 10,5 tỷ đồng nhá. Đây, nhà em thì rất nhiều siêu phẩm luôn. Mọi người thấy đẹp có hầm hố không ạ? Đây là chiếc Audi Q8 phiên bản S-Line, sản xuất năm 2020 quý anh chị quý nhà ạ. Mang ngoại thất màu đen, nội thất màu nâu. Chiếc này thì bên ngoài có cái form dáng rất là hầm hố này, mặt ca lăng này, hình thang này rất lớn này. Đó, và đèn này, các thứ này cũng thiết kế rất là sắc nét, sắc cạnh hầm hố. Form dáng là form dáng SUV line với coupe. Đó, nhìn to, cao, dài, rộng. Đó, line với coupe, thế nên bên trong nó có cái không gian nội thất rất là rộng, rất là thoáng quý anh chị quý nhân ạ. Kết hợp với lại hệ thống dẫn động 4 bánh Quattro của nhà Audi. Đấy, lái thì lái điện biến thiên nhá. Đó, lái rất là êm ái, nhẹ nhàng, rất thích luôn. Sản xuất 20, lăn bánh 2 vạn, đang bán hơn 3 tỷ thôi ạ. Cayenne Platinum Edition quý anh chị quý nhà, chiếc này sản xuất năm 2014. 2014 nhá, được trang bị đèn ánh kim này, đèn bi này, la răng lớn 20 inch này,
Đó, tuyệt vời chưa? Bậc lên xuống này. Đó, bên trong thì ghế da hai màu có logo tựa đầu. Chiếc này sản xuất năm 2014 và hiện tại bây giờ đang được bán và giao dịch đến mọi người với cái mức giá là 1 tỷ 890 triệu đồng nhá. Giá rất êm rồi. Giá rất êm rồi quý chị quý thằng ạ. Chiếc này bán rồi ạ, chiếc này cũng bán rồi, đang chờ ngày đẹp ở đấy ạ. E200 quý anh chị quý thằng ạ. Chiếc E200 này bây giờ có hơn 1 tỷ thôi. E200 mang ngoại thất màu xanh Kavansai, nội thất kem quý anh chị quý thằng ạ. Với cái miệng E200 thì sẽ không có cửa sổ trời. Không có cửa sổ trời, nhưng mà vẫn sẽ có cửa hít cốp điện đầy đủ luôn nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Range Rover, đây là phiên bản Discovery. Phiên bản Discovery 7 chỗ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sản xuất năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ tờ đầu. Hiện tại thì đang bán là 1 tỷ 390 triệu quý anh chị quý nhà nhá. Lăn bánh 5 vạn cây 5 vạn km. Đấy, nguyên zin từng con ốc. B730 Serie 7 sản xuất năm 2011 quý anh chị quý nhà ạ. Chiếc này hiện tại bây giờ em bán có 890 triệu thôi. Đấy, 890 triệu. Ngược lại là 980 triệu thì mọi người sở hữu được chiếc Evoque phiên bản Dynamic. Phiên bản Dynamic là phiên bản cao cấp nhất. Có sấy ghế này, có sấy ghế Jalapa hai màu này. Đấy, la răng lớn này. Đấy, cửa trời, cốp điện, loa Meridian. Đó, cảm biến quanh xe key let go cho kể cả bốn cánh cửa luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Chị em phụ nữ đi rất hợp. Lại là E200 tiếp. 1 tỷ mốt mấy chục là mọi người đã sở hữu được E200. Chiếc này sản xuất năm 2018 quý anh chị quý nhạc. Sản xuất năm 2018, màu đen, nội thất lâu ạ. Mới lăn bánh có 5 vạn cây số thôi. Đó, tên tư nhân biển Hà Nội nhá. Porsche Cayenne sản xuất năm 2018. Chiếc này lăn bánh được 2 vạn km quý anh chị quý nhạc ạ. Đó, rất đẹp luôn. Sơn zin lên đến 95%. Được trang bị đèn LED ma trận này, carbon full trong ngoài nội thất cũng như là dưới gầm xe luôn, hay là thậm chí là cả khoang máy luôn. Đó, chiếc này rất mới và đẹp luôn nhá. Màu đen nội thất nâu. Đó, rất mới. Option rất nhiều, cửa trời, cửa hít, cốp điện. Đấy, cam 360, loa bâu. Đó. Cholo Sport không thiếu gì luôn. Không thiếu gì luôn ạ. Giá hiện tại 3 tỷ 990 triệu ạ. Trên đây là báo giá về những mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt. Quý anh chị, quý nhà hàng có nhu cầu quan tâm nhấc máy ngay cho cửa hàng em theo số 0912669955 của anh Tuấn ạ. Hoặc em Thuận 0337904888. Tất cả chiếc xe cửa hàng em bán ra thì đều cam kết với quý anh chị, quý nhà hàng không đâm va, không ngập nước. Đấy, theo chỉ khung sàn máy số nguyên